Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Huế tình ca muôn thuở. Thưa quý vị, nhạc sĩ Xuân Tiên là một cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với những bài hát viết về hai miền Nam Bắc, nhưng ít ai biết rằng người nhạc sĩ tài hoa này cũng có một nhạc phẩm viết về Huế, ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Giai điệu lưu trai đầy vương vấn đã khiến bài hát trở thành một nhạc phẩm bất hủ với thời gian. Hãy cùng chương trình đến với tác phẩm Mong chờ của nhạc sĩ Xuân Tiên. Trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lơ đãng, mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian. Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua hay dừng lại? Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu sao xác, lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác, nhìn mây mây bay tan tác về đâu. Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang. Nhạc sĩ Xuân Tiên, tên thật là Phạm Xuân Tiên, sinh năm 1921 tại Hà Nội, trong một gia đình có cha và anh trai đều là những nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Việt Nam trước năm 1975. Đó là nhạc sĩ Phạm Xuân Trang và nhạc sĩ Xuân Lôi. Xuân Tiên được học âm nhạc từ nhỏ cùng với cha và anh trai, gồm cả nhạc truyền thống lẫn nhạc phương Tây. Năm lên 10 tuổi, ông còn được cha thuê người dạy tuồng và nhạc cải lương. Trước khi trở thành nhạc sĩ, Xuân Tiên cùng anh trai là Xuân Lôi là những nhạc công có tiếng ở miền Bắc và cả nhiều sân khấu tại miền Nam. Là người đam mê âm nhạc và ham học hỏi, Xuân Tiên còn tìm hiểu về âm nhạc của Lào và Campuchia. Ông có thể chơi được 25 nhạc cụ, cả phương Đông lẫn phương Tây, sử dụng được hầu hết các nhạc cụ cổ truyền của Thái Lan, Lào và Campuchia. Vì vậy, từ lúc còn trẻ tuổi, Xuân Tiên đã là người điều khiển và là nhạc trưởng của nhiều dàn nhạc nổi tiếng từ Bắc đến Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Nhạc sĩ Xuân Tiên còn là người có nhiều cải tiến và sáng tạo các loại nhạc cụ dân tộc. Năm 1950, ông cùng với anh trai là nhạc sĩ Xuân Lôi đã cải tiến loại nhạc cụ sáo tre, vốn dĩ chỉ có 6 lỗ, thành hai loại là 10 lỗ và 13 lỗ, có khả năng chơi được nhiều âm giai khác nhau. Năm 1976, ông chế tác cây đàn 60 dây chơi được tất cả âm giai. Tiếng đàn tương tự tiếng đàn tranh nhưng mạnh và chắc hơn. Năm 1980, ông cải tiến cây đàn bầu cổ truyền với thân đàn làm từ trải bầu dài làm hộp khuếch âm.
Đàn này đã nhiều lần được đem đi triển lãm ở Úc, thường được gọi là đàn bầu Xuân Tiên. Là một nhạc công giỏi, có thể chơi nhuần nhuyễn 25 nhạc cụ, kể cả phương Đông lẫn phương Tây. Người nhạc công tài năng Xuân Tiên còn lẩn sân qua sáng tác. Và ông đã để lại rất nhiều tác phẩm hay mang dấu ấn riêng khó lẫn với ai. Trong rất nhiều bài hát về Huế của nhiều thế hệ nhạc sĩ, thì bài Mong Chờ của nhạc sĩ Xuân Tiên có giai điệu và thân thải riêng, khiến những ai yêu mến Huế và yêu mến âm nhạc đều không thể bỏ qua bài hát này. Thuyền lại trôi êm trên sông vắng, dường như vô tư không lo lắng. Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tang. Nhìn theo xa xa ai buông lối, mà đi đi sao không dừng lại. Để người chờ như hoa héo màu. Ta biết là nhạc sĩ Xuân Tiên là một cái nhạc sĩ xuất thân ở Đức Bắc và là một cái nhạc công nhiều hơn là người sáng tác ra văn âm nhạc. Nhưng mà ông đã có nhiều lần gắn bó với Huế. Lần thứ nhất ông đến Huế vào khoảng những năm 1930. Và lần thứ hai là những năm 60, ông một lần được mời ra Huế để mà tham dự một cái đêm văn nghệ. Và sau đó người ta mời ông xuống vào thuyền trên sông Hương, và trong cái đêm sông Hương này nó ghi đậm lại cái dấu ấn của ông về làn gió mát sông Hương, về những cái chiếc thuyền lững lờ trên sông Hương, và nhất là trong cái lần gửi lên cái kỷ niệm là ông đã được gặp một cô ca sĩ con của một cái người nhạc sĩ ở tại Huế này, và thấp thoáng một cái nỗi niềm nhớ nhung, và ông đã diễn tả cái nỗi nhớ thương bàng bạc ấy thông qua hình ảnh những cái lời ca nói đến về chiếc thuyền trôi dạt trên sông Hương. Đó là một cái tình cảm lãng mạn nảy sinh trong cái đêm đầy xúc cảm trong kỷ niệm của ông. Theo nhận xét của giới chuyên môn, nhạc sĩ Xuân Tiên tuy sáng tác không nhiều, nhưng cả ca khúc của ông rất đa dạng và có nhiều bài nổi tiếng, đặc biệt là điều mang đậm tính dân tộc, lấy cảm hứng từ những làn điệu của quê hương cả ba miền. Bài hát nổi tiếng có âm điệu xứ Bắc của ông là Duyên Tình, Khúc Hát Ân Tình. Còn làn điệu âm hưởng dân ca Nam Bộ có Cùng Một Mái Nhà và Khúc Hát Đồng Xanh. Nhạc âm hưởng Huế có cả ca khúc Mong Chờ, Tiếng Hát Trong Sương. Ngoài ra, ông còn có ca khúc nổi tiếng Hần Đồ Bàng mang hơi thở của dân tộc Chăm vùng Nam Trung Bộ. Nói về hoàn cảnh ra đời bài hát Chờ Mong, nhạc sĩ Xuân Tiên từng kể trên sân khấu Paris by Night rằng ông có cảm hứng sáng tác bài này là từ một lần ghé thăm Huế cùng các đồng nghiệp văn nghệ. Tại đây, ông gặp gỡ một nhan sắc Huế là một ca sĩ nổi tiếng của đài phát thanh. Cô ca sĩ xinh đẹp đã mời ông cùng một số văn nhân khác vào thuyền trên sông Hương vào một đêm trăng. Không gian sông nước trữ tình và cùng tri ngộ người đẹp với bao tâm sự chân tình. Hôm sau, rời Huế trong quyến luyến. Về nhà, ông đã thao thức để viết nên ca khúc Mong Chờ thật đẹp về lời ca và giai điệu. Và bài hát ấy đã sống mãi đến ngày hôm nay. Nhạc sĩ Xuân Tiên qua đời vào tháng 6 năm 2023 tại Úc, để lại một di sản âm nhạc đáng trân trọng mang tên ông. Sinh thời, người nhạc công, nhạc sĩ tài hoa này từng chia sẻ: "Tôi thích những âm hưởng lạc quan yêu đời. Tôi yêu những lời hát ca ngợi quê hương, dân tộc. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong sáng tác là mình không được lặp lại của người khác,
và cũng không được lặp lại chính mình. Nghĩa là mỗi một tác phẩm của mình phải hoàn toàn không giống ai. Nhạc phẩm Mong Chờ, việc dành cho Huế của ông là một minh chứng cho điều đó. Mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc này. Trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lơ đãng, mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian. Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua hãy dừng lại, dừng để tôi nhắn ai vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu xao xác, lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác, nhìn mây mây bay tan tác về đâu. Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang. Ơi ơi mong chờ con thuyền trôi, thuyền trôi về ngập ngừng trong ánh vàng tan. Nhìn theo xa xa ai buông lối, mà đi đi sao không dừng lại, để người chờ như thank you.
hồn còn ngập ngừng trong anh và mơ.